tin nóng xin biết ngày 8 tháng 12 Dương tử vân tầm cao mới triệu lộ tư thua kiện anti fan Thành nghị nhận cơn mơ lời khen về nhân cách Điểm danh loạt tin tức hot nhất của các ngôi sao xin biết Như triệu lộ tư thành nghị dương tử dương dương trong ngày hôm nay Triệu lộ tư bị thua kiện anti fan Một cư dân mạng đã bị phía lộ tư đâm đơn kiện với tội xúc phạm danh dự Vì đăng bài ám chỉ về tin đồn lộ tư mà ngô lộ trên phim trường tinh hạ gián nạn Đồng thời tung tin nữ diễn viên có thổi độ không tốt trong buổi chụp hình Kết quả vụ việc tòa án cho rằng đây là bình luận bình thường, thay về một chủ đề trong giải trí không có ý xúc phạm rõ ràng và cũng không có lời lẽ đi ngược với thuần phong mỹ tục, do đó phía lộ từ bị phản thua kiện. Bộ phim Trạch Quỹ đạo do Lâm Nhất và Nêu Hạng tuần đóng chính sẽ lên sóng trên Soku từ ngày 14 tháng 12. Dương Tử xuất hiện trên GQ Town cùng Nêu Sung tổng biên tập GQ Trung Quốc và WeWech tổng biên tập GQ toàn cầu. Trạng thái của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi. Là Vân Hy trong một cảnh quay của phim Thủy Long Ngâm Thời trang sân bay của Nêu Diệp Phi khi chuẩn bị xuất phát sang Thái Lan để ghi hình quảng cáo. Đoàn phim niệm vô song tung poster mừng đường yên đón sinh nhật tuổi 40. Khoảng cách giữa chúng ta và tòa án do Công Tuấn và Nhậm Mận đóng chính sẽ khai mái vào ngày mùng 7 tháng 12. Mạnh Tử Nghĩa có mặt ở Bộc viện Cổ Trần để chuẩn bị cho sự kiện suy quy ngày mai. Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên Bộ phim điện ảnh ngôi sao nấp nánh do Quốc Sở Tiêu và Trương Sai Ninh đóng chỉnh chạm mốc 110 triệu nhân dân tệ, doanh thu đặt trước, trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu đặt trước phá mốc 100 triệu nhanh nhất. Họa mi do bành tiểu nhiễm và lưu học kiện đóng chỉnh ấn định lên sóng, trong không giờ vàng trên CCTV 8, cộng phát sóng online trên Tencent và Soku kể từ ngày 12 tháng 12. Chương hình dư trên biệt tạp chí Khen Sở Muộn Đông Lý nhất đồng Dĩnh nhi kim thần trung khung hình Body của Ngô Thư Hân trong chiếc váy xanh bò sát tại một hoạt động thương hiệu Thành nghị ngồi một mình giữa hàng ghế khán giả tại đêm hội tầm nhìn của Tencent Nam diễn viên nhận được lời khen vì ở lại đến cuối sự kiện Thay vì bỏ về sớm như nhiều người khác